mời các bạn. Mít siêu to luôn các bạn, khổng lồ luôn các bạn ơi. Này nhất luôn, cái này gặp đôi luôn các bạn. Bự lắm, gặp đôi luôn. Các đứa quay ngoại xin kính chào các bạn và anh em ủng hộ. Gần xa đến ủng hộ mình. Chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Rất vui được gặp lại mọi người nha. Hôm nay mình dẫn Tánh ăn cái tàu đi ăn cá lóc nướng cuốn bánh tráng nha các bạn ơi. Mà không biết ông đòi ăn mấy con thì mình chưa biết luôn à, chắc cũng vài con á các bạn à, xin cửa mặt dần, ba dần dần tỉnh. Rồi ba dần tỉnh, tức là một trận tổ quốc của tỉnh đó các bạn. Mà cá nướng quê ngoại cá lóc 70.000 con các bạn ơi. Xe cá Sapa là 60.000. Cá cam là 120.000 nha các bạn. Giao hàng tận nơi luôn. Đây. Các bạn tới đây ủng hộ nha các bạn. Rẻ lắm, ngon lắm, nghe mọi người nói. Nhưng mà bữa nay mình có dịp review cho các bạn xem nha. Nãy giờ bạn kêu mấy con rồi? Mình ăn mấy con? Thánh thần ơi à, ăn hết không? Ba. Chơi luôn hả? À con cá lóc thì không biết nhiều các bạn, mà chắc cũng gần ký đó. Hồi mà hỏi anh chủ ha, hồi mà hỏi anh chủ nha các bạn nha. Như vậy thì các bạn like, share và subscribe cho Thánh Ăn Cá Tàu cũng như là Tâm Chè Vĩnh Long nha các bạn. Đây đây, bây giờ mình mời các bạn qua xem đây chỗ cá lóc nướng quê ngoại nha. À, để có anh chủ bán dễ thương. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Khoảng chừng 2 giờ là có cá anh. À 2 giờ chiều. Bạn tới 9 giờ tối các bạn ơi. Các bạn cá rẻ lắm nha các bạn. Đây anh tên gì vậy anh? À, dạ tên Tâm. À tên Tâm luôn. Trời ghê vậy. Tâm luôn, vậy là bà con với Tâm Chè Vĩnh Long rồi. Bún bánh tráng rồi đầy đủ, đem bánh me đầy đủ. À bao bún bánh tráng, bao me luôn các bạn, bao nói chung là bao hết. À, quá rẻ các bạn ơi. Bao luôn kết bia nữa nha. Kết bia Sài Gòn gì Tiger đó các bạn. Nhưng mà tính tiền thêm. Đó, có cái cam, có sa ba nữa nè các bạn. Đây, 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 để quay cho các bạn xem đây. Đây, đây là cá, cái bự này là cá cam nè các bạn. Đó, cá cam này là 100, 120. Cái này cá sa ba, 60.000 các bạn. Đây, 60.000 nha. Cái tủ rau ngon quá các bạn. Đây nè, cái tủ rau nè, các bạn thấy nè. Gồm có nè, rau xà lách nha. Rau thơm nha, rau nhíp cá nha. Rồi dưa leo nha. Đó, rồi bún đây các bạn ơi. Rồi nước chấm mỡ hành. Đầy đủ. Bọc nước chấm không đủ 70.000 rồi. Bọc nước chấm 69.000 không Thánh? Cá có 1.000. Rồi, thôi vậy chờ trong giây lát rồi mình review cho các bạn cùng xem nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình có 4 con trước thôi các bạn. Tại nãy nhường cho bà chị kia đó. Nhường cho bà chị kia hết 1 con rồi. Thành ra bây giờ làm 4 con trước. Rồi, anh cứ làm tự nhiên, làm tự theo ý anh. Đó, thôi, đúng rồi, ông Thánh ông không ăn cái ruột cá rồi các bạn. Để hồi ông Chè ông xử nha. Trời, ăn các bạn ơi. Ừ, ăn các bạn ơi. Ừ. Mình đang ở chỗ phường 2 mấy bạn. Phường 2 ha. Ngay mặt trận Tổ quốc luôn nha. À, ngay mặt trận Tổ quốc tỉnh các bạn ơi, gần cầu Tân Hữu cũ. Trước khi nướng là mình gọng 5-6 ngày mới đem rồi à, trước khi nướng là gọng 5-6 ngày cho sạch ruột đó các bạn. Thành ra cái ruột trong chè em đâu có bỏ được. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì con cá là gần ký. Đó, rồi có rau nè. Rồi có bún nè các bạn. Có bánh tráng nữa. Nói chung là bánh tráng với bún là xin thoải mái nha. Ăn tại chỗ là xin thoải mái. Đem về thì cho có số lượng.
Đó, mẹ của cameraman đang gói cho ông Thánh ăn. Gói con nào cho hết con đó nghe em. Ông Thánh này, 5 con này ăn hết không ông Thánh? Sao kêu dữ vậy? Tiền đâu ông chạy á. Nắp con luôn hả? Trời ơi. Đó bạn nào gần đây ở hộ mình mới bạn ơi. Dữ thiệt, dữ thiệt. Như vậy là một con như vậy là nếu theo ông chè đón là khoảng 10 cuốn đó các bạn. 10 cuốn vậy á. Cá lóc nướng quê ngoại nha các bạn. 70 ngàn một con. Cá ngọt hả ông Thanh? Rồi nước mắm sao, nước mắm sao, nước mắm bà chị làm sao? Là nước mắm me đó bạn. Mắm me à. Ngon không? Quá ngon. Đó, còn có khoảng chừng 3-4 cuốn nữa là hết con rồi. Ăn hết đâu bằng hèn, siêu kêu dữ bằng hèn. 5 con luôn. Chơi lớn luôn hả? Bán cho ông chủ bữa nay là ông khỏi bán người khác luôn hả chị? Anh nói chứ do hỏi anh chủ rồi. Ngày ở đây bán được mấy chục con anh? Dạ, ngày trung bình vừa cá cam, cá lóc, cá sa ba cũng gần 100 con anh. Và chữ về cũng kiếm cơm qua ngày được anh á. Nói chung ngày không có nhiều, chắc lại được chỉ chứ không nhiều. Rồi ông Thánh ông làm cũng gần 30 con rồi các bạn ơi. Bà chè bà cuốn cho ổng đâu 8 cuốn rồi hả? Cuốn này là cuốn thứ 8 rồi. Như vậy là bình quân một con là khoảng gần 10 cuốn các bạn. Khoảng 10 cuốn á. Ăn cho dễ cái con đó. Quá ngon nè. Ngồi gần sát lộ luôn các bạn, ăn rất là mát nha, rất chiều. Trời ơi, chiều này lại làm lê rê cũng ngon. Mà mua về nhà thì ngon hơn các bạn, để khỏi vi phạm luật giao thông. Ăn cuốn này là cuốn cuối cùng của con cái đầu tiên các bạn. Là 10 cuốn các bạn ơi. Này ăn thịt con thứ hai các bạn. Mình đang cảm nhận cho các bạn biết. Ngon nha chị. Quá ngon luôn các bạn ơi. Đó, mà chị gói là con thứ hai rồi nè. Con thứ hai rồi, gói cho con bự bự chứ. Đúng rồi, con bự. Quá ngon các bạn ơi. Con thịt đó các bạn. Nó mềm á. Nó ngọt các bạn. Quá ngon luôn các bạn. Bây giờ mình ăn cái cuốn đầu của con thứ hai các bạn. Tại vì mình ăn thịt hơi nhiều bên cá thứ hai các bạn. Chị ơi, làm ơn cho chén nước mắm nữa đi. Ông uống các bạn, rồi ông uống, ông hết chấm rồi. Mình ăn tiếp đi các bạn ơi. Mời các bạn ơi. Ăn cho nó lẹ các bạn ơi. Cuốn rồi nó ăn hết không hết không được. Mời các bạn ơi. Để tất cả mọi người nhà quan trọng các phạm nhân quê các bạn ăn miếng này miếng cuối cùng rồi các bạn. Có con thứ hai các bạn, hình kêu 5 con mà mới ăn miếng con thứ hai mấy bạn ơi, trong phần cuối cùng miếng thứ hai. Rồi con thứ hai là còn 4 cuốn nữa các bạn. Mình ăn luôn cho hết cái này cái đó. Mình ăn
giờ con thứ hai mình ăn xong rồi, còn đây hai con với trong kia một con nữa các bạn. Mời các bạn. À, bớt con đầu con thứ ba các bạn. Cá ngon lắm các bạn ơi, quá ngon à. Rồi. Ăn cái nào mình mở bạn thôi chứ giờ nha giờ. Mời các bạn ơi. Ăn hết trong cá thôi. Ăn được rồi mới hết chứ chị. Rồi bạn ăn gỏi cuốn các bạn ơi. Con thứ năm là ông chủ đem ra nè, hồi nãy là uống 5 con rồi nhưng mà tại vì bán thấy bà chị chưa chờ các bạn. Rồi bán. Mời các bạn, các bạn ơi. Con thứ mấy rồi bạn hả? Con thứ ba rồi bạn ơi. Con thứ ba phải không? Con thứ ba là ăn gần hết rồi. À, bữa nay ăn thấy kinh dĩa cơm là thấy quải rồi. Bốn con thử đi. Ăn 5 con cá lóc bự. Chiều nay quýnh 5-70. Đó chưa lắm. Chưa bạn. Nani. Con thứ ba gần hết con thứ ba rồi các bạn ơi. Bây giờ ông chơi ông không cuốn luôn rồi. Bây giờ ông chơi cái chiến thuật là ông gấp ông ăn. Ông muốn ăn gì đâu ăn. Đó, mấy cái đầu cá lóc để dành cho cô Bi đừng dùng nha. Thôi cuốn, rồi khỏi cuốn. Hai chừng nào thích cuốn thì cuốn, vậy thôi.
cái. Còn con thứ năm ăn luôn các bạn. Này nó giếng gần quá mình phải gỡ các bạn ơi. Rồi tắt quay chim luôn đi. Cảm ơn em nhiều. Con người hay coi là đủ rồi. Mời bạn ơi. Ông thả trong mình, ông làm 5 con. Mời các bạn. Siêu to luôn các bạn, khổng lồ luôn các bạn ơi. Này chất luôn cái này, nhập đôi đó các bạn. Bự á, mình cũng đôi đó các bạn. Ghê vậy? Nguyên là như hằng cái đuôi nữa các bạn. Không phải mình nó giống. Hết 5 con rồi các bạn ơi. Ông Thánh ông làm sắp xong rồi. Ông cũng đua tốc độ đang còn về nghỉ chút xíu. Thì phụ nữ xe đó các bạn đi làm. Giờ mới gần 4 giờ rồi. 4 rưỡi ông đi làm. Bữa nay mấy giờ đi làm anh em? 4 rưỡi mà. Nhớ subscribe giùm em nha anh, đăng ký nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Bấm hình chuông để cập nhật được tin mới nhất. Đó, ông chủ ông gì? Ông hay hay thì sẽ bấm theo dõi. Các đứa quay ngoại xin kính chào các bạn và anh em ủng hộ. Gần xa đến ủng hộ mình. Thôi, còn miếng nè bạn ơi, năm hơn cầm con hết rồi các bạn. Mình ăn là ok với ta coi nhiều lắm các bạn ơi. Ơi, bấm con đi. Có bữa nay gặp phe hâm mộ của mình ở Vĩnh Long đó bạn ơi. Đó, chém mắm me. Ủa sao nãy chả muốn chém mắm me nhiều vậy ta? Nón Điền Quân Network đó, có Colorman đó, gửi tặng tâm chè, hai phần quà hồi Tết. À, gửi tâm chè, hồi Tết. Ông Thánh ăn hết chưa ông Thánh đâu? Ăn sướng. Lo cho ông Thánh. Chưa no hả? Chưa. Cũng không bỏ ăn được. Thôi giờ mình nghỉ các bạn ơi. Thôi vậy hết rồi các bạn ơi.